kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 37 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ C, độ ẩm 72%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Bình Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ C, độ ẩm 74%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 36 độ C, độ ẩm 72% cảnh báo nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện cháy nổ cho quá tải, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Mực nước cao nhất tại cầu dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,55 đến 0,60 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21 vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người và thực sự là mối hiểm họa không thể phủ nhận đối với toàn bộ nền văn minh nhân loại. Những hậu quả cho biến đổi khí hậu sẽ ngày càng thảm khốc hơn nếu chúng ta không hành động kịp thời ngay từ bây giờ. Và thực sự rất cần thiết phải có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan khí tượng thủy văn trên toàn thế giới các thông tin số liệu theo dõi, giám sát và dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai chính xác kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người dân, chính phủ trong việc ứng phó với các loại hình thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai gây ra và đưa ra các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp, đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đã đề ra như việc ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Giữa năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ thời điểm nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng đơn vị, trong đó yêu cầu hệ thống dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tăng cường dự báo cảnh báo sớm dài hạn. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai ứng phó từ sớm từ xa, góp phần giảm thiểu thiệt hại các địa phương được dự báo nằm trong khu vực ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn đặc biệt là khu vực đồng bằng sông cửu long đã xây dựng kế hoạch cấp nước cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ các nhu cầu sử dụng trên địa bàn chủ động thực hiện sớm việc nạo vét các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các ao hồ sông kênh trạch lắp đặt và vận hành các trạm bơm giả chiến sử dụng các thiết bị để tích trữ nước Dự báo khí tượng thủy văn hàng ngày, trong điều kiện thời tiết bình thường có độ tinh cậy đạt 80 đến 85%, dự báo đủ độ tinh cậy quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới trước 2 đến 3 ngày, tăng cường hạng cảnh báo quỹ đạo và cường độ bão trước 3 đến 5 ngày. Dự báo cảnh báo lũ, đủ độ tinh cậy đối với các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ trước 2 đến 3 ngày, ở Trung Bộ trước 1 đến 2 ngày và ở Nam Bộ trước 10 ngày tăng chất lượng dự báo lượng mưa lớn trước 2 đến 3 ngày lên thêm 5 đến 10% so với năm 2020. Cảnh báo đủ độ tin cậy lũ quét sạt lở đất trước 6 giờ, tăng cường hạn dự báo thời tiết đến 10 ngày. Cảnh báo xu thế diễn biến một số hiện tượng thủy văn nguy hiểm đến 1 tháng. Cảnh báo hiện tượng ENSO tác động đến Việt Nam, hạn hán, xâm nhập mặn từ 3 tháng đến 1 năm. Nâng chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn dẫn đầu các nước trong khu vực ASEAN quý khán giả thân mến bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại